sâu hot đóng mắc của Trấn Thành. Nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả khi dẫn dắt chương trình, người bí ẩn, Trấn Thành dường như là cái tên không thể thiếu khi nhắc đến sự thành công của chương trình qua năm mùa. Tuy nhiên, năm nay, nam danh hài sẽ không đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình, người thay thế anh là Trường Giang. Thay vào đó, Trấn Thành sẽ cùng ngồi ghế nóng với đàn chị Việt Hương với tư cách là đội chủ nhà, diễn viên, cô lại vợ bầu, cho hay lý do mà anh gắn bó với, người bí ẩn. Trong suốt 6 mùa là vì chương trình có yếu tố nhân văn. Bên cạnh đó, bộ ba Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang cũng mong muốn góp phần để lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng, đầy tình người khi tham gia chương trình. Nghệ sĩ Trường Giang cảm thấy áp lực khi lần đầu tiên đảm nhận vai trò MC của chương trình, nam diễn viên hài cho rằng mỗi chương trình mỗi cách dẫn khác nhau thì ở người bí ẩn cũng vậy, Trấn Thành đã làm tốt vị trí đó suốt 5 năm qua và anh cũng xem đây là một thử thách mới đối với cá nhân của mình. Tuy có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình lớn nhỏ nhưng Trường Giang vẫn luôn dành nhiều thời gian cho chương trình. Anh chủ động trao đổi kịch bản với đạo diễn cũng như góp ý tưởng giúp các vòng thi thêm phần đặc sắc. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20h30 phút, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 từ 19 tháng 5 năm 2019. Lưu Hằng